Hello anh em trong hiệp hội Nhôm Kính nhá. Chào mừng em quay trở lại với kênh máy chế 24 giờ. Đấy, tiếp tục lên video này, đơn máy chắp khóa này, 1 này, 2 này, hai em phục vụ cho anh em chuẩn bị xuất hàng đi đây. Còn máy vẫn còn tại xưởng nhá. 20 con giờ còn đôi 4 6 8 10 12, 13 con nữa thôi. Máy đột dập thì còn 2 4 6 8 8 con đang ráp lên nhá. Đây là khối lượng máy mà trong xưởng của em đang có nên là vẫn còn hàng nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo, hiện tại xưởng em vẫn còn hàng nhá. Đấy, anh em không phải lo hết hàng đâu. Khi nào hết thì em sẽ lên video báo hết hàng. Đấy, máy này vẫn đang còn nhiều nhá. Mới ráp lên đấy, đang chưa ráp đầu máy lên này. Súng bắn ke vẫn còn này. Đấy, anh em đang ráo rác làm những đơn hàng cho anh em đây. Đầy đủ hết nhá. Máy đang bọc vào sẵn rồi này. Để chuẩn bị gửi đi nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em Hiếu số điện thoại 97 26 28 97 em hỗ trợ anh em nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.